nay Duy đi vô khu du lịch Sòi So, tức là đây là khu du lịch Suối Vàng các bạn. Ở đây là khu du lịch Vàng nha. À, Duy hôm nay Duy về quê á, thì Duy vào đây để Duy review lại cái cảnh đẹp ở khu du lịch này, mà các bạn còn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu du lịch Sòi So với Duy nha. À, khu du lịch Sòi So này là thuộc núi Tô, núi Tô này thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thì Duy mời các bạn đi nha. Trên lưng chừng núi các bạn, người ta có làm cái chữ cái màu trắng là chữ Tri Tôn á. Ở bên trái có cái hồ nước đẹp ghê, nó đẹp cái sợ ha. Nhưng bây giờ Duy đi chạy sâu vô trong để Duy review cảnh ra bên ngoài. Và nghe nói trong này có nuôi mấy chú khỉ dễ thương lắm. Duy cũng muốn vào đây vừa thăm những chú khỉ, review những chú khỉ dễ thương cho các bạn xem luôn. Ủa vậy mấy chú khỉ đâu rồi ta? Ủa em hỏi ra, em hỏi đây mấy khỉ của hổm nuôi ở đây đâu rồi mấy chú? Rồi em lấy cái cây quay đi em. Cây gắn GoPro á. À, vô đây Duy sẽ review lại mấy chú khỉ dễ thương trong này. Coi nè, chú khỉ nằm giỏng thấy thương ha. Ở đây có con trăng nữa các bạn ơi. Trăng bự quá ha, thôi như mình khoái khỉ hơn. Nằm giọng cái thương đi con. Thôi kìa. Thương không? Này con đói không? Em ơi, coi có dấu hiệu đói rồi, coi mua cái gì cho nó ăn đi em. Để cầm đây, cầm đây, anh ra anh ấy cho. Có thể nó con này nó chừng hột ta ra nhang, nhưng mà không sao đâu. Này con dễ thương, lấy con mua. Thôi có chuối, có gì á.
mua hai cái thời ngọt mà thời cũ cho nó hai cái 1.000 tội nghiệp quá à. Hai con em ghé chị hai mua đứng gần gần á. Hai con, nè con, làm sao lấy vô ta này con? Đó đó, đúng rồi. Này con, rồi ok rồi, cầm trái đi được cách môn quay một kỳ ha. Ở đây em tự quay nha, quay đẹp đó nha. Đẹp nha. Ngoài kia có gì? Cảnh hả? Cảnh hả? Ngoài kia có khỉ không? Cho ăn xòi rồi đít lại kìa. Bỏ xài. Con ăn hết đó đi, con ăn hết đó đi rồi cho nữa. À, bỏ xài đi xin thuốc. Ủa mà nó hút thuốc hả? Hả? Nó nhai. À, nó nhai hả? Thôi đừng, đừng cho hút. Đừng cho, nó nhai chứ không phải là nó hút. Hồi nãy cái giấy khăn giấy đây có người ta xin cái camera lấy camera này hai bị dơ vậy à. Nãy chỗ quán cơm chưa vô nè, em coi cái hộp nha, anh ra ngoài em anh được rửa tẩy ngoài nha. Ôi sao anh không bỏ vô đây cho em quay chưa? Chưa quay, để nghe quên ơi kéo rồi dạ ăn dạ ăn dạ. Xoài này ngọt cái camera gần nữa đấy. Gần nữa cho anh lọt cái lỗ này mới thấy đẹp, mới thấy về đẹp. Nó đi lại á, nó thấy không nó sao đâu em, không sao đâu em. Biết cả buông đi, buông đi, buông đi. Các bạn ơi, ông nói chuyện gấp đi, 20 năm không viên thuốc cây thôi không. Dạ. Mình đây, người ta mình sao? Ừ. À, chú khỉ này bị bỏ trong lòng khoảng ăn nữa hả? À, nè, đây nè con. Con uống nước không chú? À, cho nó uống gì chú? Nghe nó uống thì tiên không? Chú bán cho con một cái tiên như vậy. Vô trọng mấy chị lâu ta nói tới hai chú khỉ là mà thấy thì chết mới cần dạ chết còn hả chú ồ tội nghiệp ghê ha. Này nè. Ông lão rồi. Dạ ôi ông cho cái đó nó không biết khúc đâu. Sao không biết khúc, nó nhai hết trơn chứ rồi nó không hút. Ừ, phỏng miệng. Trời ơi, ở đây mà tôi biết nó gành lắm mà. Cho nó ăn rồi cho đấy, mình đừng có hỏi. Ủa nó ăn thuốc luôn hả? Kỳ vậy ta? Nó ghiền thuốc hả? À. Trời ơi. Trời ơi, nó ăn thuốc luôn, ngộ thiệt ta. Nó nhai hoài gì. Nhai coi say tối nay rồi nằm mấy mũi chết đó. Trời ơi, nó ăn thuốc luôn, tội nghiệp ghê ta. Chắc nó bị ghiền á. Ăn xoài đã không? Dễ ăn quá chứ. Tôi chả có vô nhà con thủy con. À vậy hả? Rồi. Rồi, anh có nuôi không? Có, nó xuyên lại rồi. Bây giờ nó bay lớn rồi? Nó khoảng chừng 900 gram một ký. À vậy hả? Vô nhà rồi cái thấy nó phá quá rồi. Cái chụp nó lại, cái xiềng nó lại cho nó ăn. Mình nuôi người ta cho nuôi không ta? Chuyện nó ở trên núi mà mình trên núi không. À, anh trên núi hả? Đây hả? Trên núi này hả? Dạ. Ồ. Cái này khỉ đỏ, còn dạ. Cái này là khỉ trắng. Khỉ trắng hả? Ngon vậy ta.
mà sao cái lưỡi nó đen? À vậy hả, vậy coi chừng nó con giọt á. Hả? Nó không phải con khỉ mà nó con giọt á. Con giọt á hả? À con giọt á. Sao cái lưỡi nó đen khúc ở trong? Sao sợ con giọt á, chắc con giọt quá. Anh nuôi không? Nuôi chia lại em đi. Phái khỉ dữ lắm. Anh nói à, có con khỉ trong rừng á, rồi nó chạy vô trong núi á, chạy ra cái ảnh nuôi luôn. Ừ. Rồi bây giờ vậy. Nè con. Em mở nắp cho nó không? Ai biết đâu. Nó mở được không chú? Không biết. Rồi nhiều khi nó mở được chứ. À. Mình mở cho nó. Nè con. Bây giờ hồi nãy đưa đứa thuốc cho nó nhai nó ăn. Này gì cầm đi. Chân tay một đố mở được, cắn không cũng không ra. Cái này là không đâu, để cho anh chủ cho con uống nước nha. Đây có cách đưa dưới đưa lên. Đưa chỗ nào đâu? Đây cầm. Có cái lỗ nào không? Đưa sao mà nó lấy đưa dưới, đưa dưới. Sao em không biết cái lỗ dưới nó bự, chai nước lọt đúng này à? Hả? Ở dưới tọt lên. Bà Lan không thông minh anh kìa. Nè con, mai không được. Cầm đi anh làm cho. Ồ, không được rồi. Để nắp lại. Cái lỗ nhỏ lắm, lỗ nhỏ lắm. Nè con. Uống đi con, không uống hả con. Chê hả? Không phải mới chắc mới ăn sòi ngọt hay sao á. Thôi giờ em review chú khỉ dễ thương nha. Review cho đẹp, đưa sát sát vô nó không giật được đâu. Cái đu gồ nó không vô đâu, nó sát vậy nó mới đẹp. Nó coi. Rồi các bạn ơi, Duy cũng thôi chắc no rồi. Rồi xong rồi nhét đây cho nó đi. Anh nhét lên trên cho nó. Chảy. Ừ đúng rồi. Khỉ đó anh bận, anh không bận thì anh thích nuôi thì anh để nuôi, còn anh thích nuôi chia lại em đi. Trời không phải nuôi khỉ dữ lắm. Mà tại bây giờ ở Chi Tôn giờ thấy ít khỉ quá. Chạy hết trơn rồi. Cãi nó đây nè. Chắc nó tại em gài không có tính á. Nó no rồi đó. Nuôi không nuôi chia là em nuôi cho. À, cái nó khoái kìa, lại xin thuốc rồi, chết rồi, nó biết rồi đó, nó ghiền thuốc chi lắm rồi. Trời ơi. Mai ơi, lại uống nước nè con. Mai, uống nước nè, uống nước đi. Ừ, lại uống nước nha con. Uống nước đi nghe. Uống nước đi. Dạ. Cho nó xì tin mà bỏ no hay sao nó mua. Mai ơi. Mai ơi.